Ngày 22 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi cảnh một người phụ nữ có hành động dùng tay, đồ vật đánh một bé trai khiến cháu bé khóc nghẹn là hét thất thanh. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non Tí Bo trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung video, một giáo viên nữ đã cầm một vật dụng đánh vào đầu một cháu trai, sau đó người này còn dùng tay đánh vào mặt khiến bé khóc lớn một video khác ghi cảnh giáo viên này ngồi hẳn lên người cháu trai sau đó dùng tay nhét thức ăn vào miệng trong khi cháu giải dụa một giáo viên dạy tại đây cho biết sự việc xảy ra tại lớp trôi giáo viên thực hiện hành vi là cô n nhóm trưởng chủ nhóm lớp mầm non này bà nguyễn thị thanh loan chủ tịch ủy ban nhân dân phường linh đông cho biết địa phương đã nắm được vụ việc và đã cử cán bộ phường phối hợp công an phường mời chủ cơ sở và giáo viên có liên quan lên làm việc ông nguyễn thái vĩnh nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết, phòng đã nắm được sự việc và đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh, xử lý. Đồng thời, phòng đã đề nghị Ủy ban nhân dân phường Linh Đông tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này, xử lý giáo viên liên quan. Cũng theo ông Nguyên, cơ sở này do Ủy ban nhân dân phường cấp phép hoạt động.